thấu hiểu nỗi đau của rừng, lắng nghe tiếng kêu của đất, gìn giữ và xây dựng tương lai ngay từ hôm nay. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế. Đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Ống kẽm hoa sen, tiêu chuẩn Mỹ,